Ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định cho phép các trường trên địa bàn thành phố thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12 đối với lớp 1, lớp 9 và lớp 12 trong 2 tuần để chuẩn bị đón học sinh. Các trường đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất, đồng thời lên phương án dạy học phù hợp trong thời kỳ đặc biệt. Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4 cho biết, trường Nguyễn Hữu Thọ được trưng dụng làm công tác phòng chống dịch và mới bàn giao lại từ ngày 27 tháng 11. Từ đó đến nay, chúng tôi tăng cường khử khuẩn, vệ sinh bàn ghế, phòng ốc để chuẩn bị đón học sinh. Khi học sinh đi học lại, trường sẽ tiến hành tách lớp ra làm đôi để đảm bảo giãn cách. Việc tách lớp giáo viên trường Nguyễn Hữu Thọ đã thực hiện từ mùa dịch lần trước nên không có gì bỡ ngỡ. Một lớp tách ra làm đôi sẽ được xếp học tại hai phòng liền kề nhau. Giáo viên giảng bài ở phòng này thì sẽ được kết nối trên màn hình TV ở phòng kế bên để học sinh có thể xem, nghe được. Theo một lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, việc mở cửa trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ phụ thuộc vào mức độ dịch ở địa phương. Các địa phương có mức độ dịch cấp độ 1, 2 và 3 sẽ được mở cửa trường. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Thủ Đức và các quận huyện sẽ đi kiểm tra và quyết định về việc mở cửa trường nếu các cơ sở giáo dục đạt yêu cầu về an toàn trong phòng chống dịch. Vị lãnh đạo trên nói, tổ chức thực hiện lịch ca, lịch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường. Nếu học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác, mất khứu giác thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.